Và đội hình ra quân của trai bên phía đội Phương Đông là bên phía xa màn hình các bạn. Ra quân trang phục là áo đỏ vàng, quần đen. Có anh trai bên phía đội Phương Bắc Sơn là bên phía gần mấy bạn, ra quân trang phục là áo trắng quần đen. Theo quan sát thì đội hình của các trai bên phía đội Phương Đông ra quân với đội hình rất mạnh các bạn nhé. Gồm rất nhiều các anh trai đã khẳng định được tên tuổi của mình ở thành phố Uông Bí các bạn. Còn các anh trai bên phía đội Phương Bắc Sơn mang đến đội hình đan xen cả già và trẻ các bạn ạ. Hiện tại theo tôi quan sát là đang thấy một lão tướng rất nhiều tuổi và đang đứng ở vị trí chuyền hai của Bắc Sơn các bạn. Vâng, vậy là trận đấu chính thức bắt đầu. Tình huống đập bóng vừa rồi là của Văn Xuân. Và điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ nhất này đã thuộc về các trai bên phía đội Phương Đồng. 1-0 cho Phương Đồng. Tình huống phát bóng của Thế Quyền. Và các trai bên phía đội Phương Đông ra quân trong trận đấu nhất này gồm có đội trưởng Luân Gấu, Thế Quyền, Anh Tuấn, Nguyễn Nghĩa và Văn Xuân. Một đội hình rất mạnh của các trai bên phía đội Phương Đông các bạn ạ. Còn các trai bên phía đội Phương Bắc Sơn hiện tại là tôi không biết tên. Rất mong tất cả quý vị, anh chị và các bạn thông cảm. Để đây trong để chú đáp xuống lấy cháu để đấy. Còn tình huống phát bóng không qua lưới rồi. Vậy là điểm số cho anh trai bên phía đội Phương Đông 2-1 các bạn ạ. Tình huống đá bóng của Văn Xuân không qua tay chắn của Bắc Sơn. Vâng, điểm cho Bắc Sơn 2-2 rồi. Ồ, Thế Quyền, một tình huống quăng bom của Thế Quyền các bạn. Rất là tiếc, bóng ngoài sân. Vâng, vậy là trọng tài xác định là hàng chắn bên phía đội Phương Bắc Sơn đã chạm lưới trong tình huống bóng vừa rồi. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội Phương Đông 3-2. Bóng vẫn còn, vẫn là cơ hội cho Bắc Sơn. Một tình huống đập bóng uy lực, rất đáng tiếc, bóng ngoài sân các bạn. Vâng, điểm 4-2 cho anh trai bên phía đội Phương Đông. Cơ hội cho Bắc Sơn, làm gì không? Một tính huống bỏ nhỏ chưa được. Và xử lý bóng của anh Tuấn. Tình huống lý bóng tốt của anh Tuấn để mang được số cho trai bên phía đội Phương Đông 5-2. Vâng, tình huống dây điểm số của anh trai bên phía đội Phương Bắc Sơn các bạn ạ, 3-5 rồi. Một tình huống độc bóng uy lực, một pha là bóng rất đẹp mắt của các anh trai bên phía đội Phương Đông 6-3. Và chúng ta cần nhiều tình huống đập bóng tuyệt vời như vậy nữa các bạn ạ. Không thành công rồi. Vâng, bên Phương Bắc Sơn đang sở hữu cho ông đội hình một lão tướng rất nhiều tuổi các bạn. Theo tôi đoán là phải 70 rồi. Nhưng mà đang thi đấu cho đội trẻ đi chuyền hai. Một tình huống đập bóng ra ngoài mất rồi. Vâng, 8-3 rồi các bạn ạ. Rất đáng tiếc, và bóng vừa rồi đã ra ngoài. Vâng, điểm số đang là 4-8 trong trai bên phía đội Phương Bắc Sơn các bạn nhé. Và bước một tốt của anh Tuấn, làm gì không? Vạn Xuân chưa được.
Thế Quyền, một tình huống xử lý bóng nhỏ nhỏ, vâng, một pha xử lý bóng khéo của Thế Quyền các bạn. Điểm cho trai bên phía đội Phượng Phương Đông, 9-4 rồi. Vâng, khoảng cách giữa đội đang là 5 điểm số. Vâng, đã tình huống buộc dây dày của trai bên phía đội Phượng Bắc Sơn. Vâng, vậy là trận đấu lại tiếp tục. Tình huống là bóng nguy lực phá chắn thành công. Vâng, chàng trai trẻ mang số 2 bên phía Phượng Bắc Sơn có tình huống phá chắn thành công để giành điểm số cho trai bên phía đội Bắc Sơn. 5-9 rồi các bạn. Rất đáng tiếc, ngay sau đó là pha vỡ hỏng của các trai bên phía đội Phượng Bắc Sơn rồi. 15 cho Phương Đông. Rất đáng tiếc, một tình huống đập bóng ra ngoài nữa của Bắc Sơn các bạn. Rồi những tình huống tự đánh hỏng của Bắc Sơn. Một pha bước một hơi mạnh. Cơ hội cho Phương Đông, một tiền huống chuyền hai tuyệt vời. Một pha chuyền hai tuyệt vời của Luân Gấu tạo điều kiện cho Văn Xuân dứt điểm các bạn. Một tình huống phối hợp tấn công quá hay của Phương Đông. Vâng. 12-5. Vâng, Luân Gấu là đội trưởng, là thủ lĩnh của Phương Đông các bạn nhé. Một pha xả bóng ngay nữa rồi, vẫn là cơ hội cho Phương Đông. Vẫn là tình huống xử lý của Văn Xuân, nhưng là không được rồi. Lần này Văn Xuân đã xử lý bóng không thành công. Vâng, 62 cho Phương Bắc Sơn các bạn ạ. Thế Quyền, quá tuyệt vời. Một tình huống đập bóng tuyệt vời đến từ vị trí của chàng trai trẻ Thế Quyền. Vâng, Thế Quyền giành điểm số 13-6 trong trai bên phía đội Phương Đông. Quá hay, quá ấn tượng Phương Đông các bạn ạ. Các trai bên phía đội Phương Bắc Sơn cần phải thi đấu quyết tâm hơn nữa. Một pha đập bóng không thành công nữa của chàng trai trẻ bên phía đội Phương Bắc Sơn rồi. 14-6. Ông không được rồi. Trọng tài đã xác định lỗi bốc bóng của con trai bên phía đội Phương Bắc Sơn. Điểm cho Phương Đông 15-6. Khoảng cách giữa hai đội là 9 điểm số các bạn ạ. Một tình huống đập bóng phá chắn thành công. Vâng, 75 cho con trai bên phía đội Phương Bắc Sơn các bạn ạ. Rất uy lực và bóng chắn tốt, bóng vẫn còn. Thế Quyền, một tình huống bỏ nhỏ chưa thành công. Uy lực không được rồi, lại pha đập bóng không thành công nữa của Phường Bắc Sơn. Vâng, 16-7 rồi. Hiện tại là tôi chưa biết hình thức thi đấu trong mỗi trận đấu là bao nhiêu điểm các bạn nhá. 21 là 25 thì tôi chưa nắm được. Vâng, có điểm số cho chàng trai bên phía đội Phường Phương Đông, ở Phường Bắc Sơn các bạn ạ. 8-16. Nỗi sẫm vạch của Văn Xuân rồi. Vâng, điểm 9-16 cho trai bên phía đội Phương Bắc Sơn. Văn Xuân, và phá chắn uy lực thành công của Văn Xuân các bạn ạ. Còn đội trưởng Luân Gấu người phối bóng. Một tình huống bắt buộc một. Cơ hội tổ chức phản công cho Phương Đông. Văn Xuân, không được rồi. Một tình huống xử lý bóng không thành công của Văn Xuân. Có điểm số cho Phương Đông. Một tình huống kết thúc tốt của anh Tuấn. Tôi đánh giá rất cao hàng công bên phía đội Phương Đông bạn nhé. Gồm có những cầu thủ trẻ xuất sắc: anh Tuấn, Thế Quyền, Văn Xuân. Bên cạnh đó là đội trưởng Luân Gấu và Nguyễn Nghĩa các bạn. Một hình toan sau số của Phương Đông. Một tình huống ghi điểm nữa của Thế Quyền. Vâng, rất đơn giản. 19-11 rồi. Và anh Tuấn người phơi bóng. Cơ hội cho các trai bên phía đội Phương Bắc Sơn chưa thành công. Nguyễn Nghĩa,
có điểm số rồi. Và một tình huống đập bóng tốt của Nghĩa đã khiến cho hàng thủ bên phía Bắc Sơn, hàng thủ Phương Công, 20-11. 25-2 anh. Ủa đánh thế thì lâu lắm. Người ban tổ chức xem lại nào, 21 cách 2. Ôi rồi ôi. Vậy và là, vậy là ban tổ chức đã đưa ra điều lệ giải là đánh 25 điểm câu hỏi các bạn nhá. Văn Xuân. Bóng ngoài sân mất rồi. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội phường Bắc Sơn, 13-20. Và cách dựa lại đang là 7 điểm số. Vâng, rất bất ngờ. Và là có điểm số cho Bắc Sơn rồi, 14-20. Lại một pha phong hỏng nữa của Bắc Sơn các bạn. Vâng, rất hoang. Các anh trai bên phía đội phường Bắc Sơn là rất hào phóng các bạn ạ, trong tình huống phát bóng. Không được rồi. Một pha xử lý bóng hỏng nữa của Bắc Sơn, 22-14. Cơ hội đập bóng tốt rồi, bóng chạm chắn. Theo tôi quan sát là bóng đã chạm tay chắn ra ngoài các bạn ạ, quyết định trọng tài nó sẽ được ra. Vâng, vậy trọng tài quyết định là bóng chạm chắn, chính xác. 15-22 cho Bắc Sơn. Đúng một tốt cũng như vậy. Chưa được. Bám chắn tuyệt vời của Luân Gấu. Và những tình huống đập bóng như vậy thì rất khó phải qua được tay chắn của đội trưởng Luân Gấu bên phía phường Thôn Đông bạn nhé. 23-15 rồi. Quá khó cho Bắc Sơn. Không thành công rồi. 24-15. Vậy là đã có điểm set point cho anh trai bên phía đội phường Phương Đông. Một điểm nữa thôi thì Phương Đông sẽ giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên này. Vậy là kết thúc set đấu đầu tiên này thì các chàng trai bên phía đội phường Phương Đông đã vượt qua phường Bắc Sơn với tỷ số là 25-15. Vâng, hai đội sẽ tạm nghỉ phút để chuẩn bị đánh set đấu thứ hai các bạn nhé. Vâng, vậy là set đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu các bạn ạ. Trong trận đấu 2 này các trai bên phía đội phường Phương Đông sẽ là người gióng trước. Ở Yên Thanh có anh em nhá. Yên Thanh đánh đội của Phú Thanh Đông. Một tình huống bám chắn tốt, bóng vẫn còn. Cơ hội vẫn là cho Bắc Sơn. Ai đây? Anh Tuấn không được rồi. Một tình huống phối hợp đánh nhanh đã không thành công các bạn ạ. Và là bóng không thành công của anh Tuấn. Vâng, điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ 2 đã thuộc về phường Bắc Sơn, 1-0. Và anh Trọng Biên thành công rồi, tình huống xử lý bóng vừa rồi là của Văn Xuân. Vâng, một đều cho anh trai bên phía đội phường Phương Đông. Rất mạnh. Và bóng tấn công vừa rồi là của Thế Quyền. Bóng ngoài sân mất rồi, quá đáng tiếc cho con trai bên phía đội phường Bắc Sơn. Cầm hộ chó cái điện thoại của anh để hết trong cái túi qua mà ra một chút. Để ở trong kia hẳn trong ấy đấy. Vâng, điểm số cho con trai bên phía đội phường Phương Đông 3-1 rồi các bạn. Mình quay đi quay lại đã 3-1 rồi. Hồng Thương này đánh giải đâu em ơi, về chơi. Ồ, anh Tuấn người phát bóng cho con trai bên phía đội phường Phương Đông. Cơ hội phản công cho Bắc Sơn. Một tình huống bóng hơi giật mình rồi. Một pha xử lý bóng rất nhanh của đội trưởng Luân Gấu về Quy Sơn. Bóng đè lưới ra ngoài, quá đáng tiếc cho Bắc Sơn. Vâng, điểm cho Phương Đông 5-1 rồi các bạn. Cơ hội cho ai? Tuấn Anh Tuấn, quá tuyệt vời. Đó là pha phối hợp đánh bóng nhú tuyệt vời của Phương Đông các bạn ạ. Một pha đánh quá hay, quá tốt của Phương Đông với tình huống kết thúc tuyệt vời của anh Tuấn. Một pha bóng tấn công ăn điểm trực tiếp của chàng trai trẻ Thế Quyền. Vâng, những chàng trai trẻ xuất sắc của Phương Đông qua tình huống ghi điểm cho đội của mình, 7-1 rồi. Tình huống phạt bóng của đội trưởng Luân Gấu rất uy lực, nhưng đã tăng tiếc bóng ngoài sân các bạn.
Vâng, điểm số tiếp theo cho con trai bên phía đội phường Phương Đồng. 8-1. Không thành công. Vâng, tình huống xử lý không thành công các bạn ạ. Điểm Sơn Trai bên phía đội Bắc Sơn 2-8. Một tình huống phát bóng ra ngoài nữa của anh trai bên phía đội phường Bắc Sơn. Bắc Sơn quá đáng tiếc các bạn ạ. Chú ấy chơi thương ơi. Và phòng thủ tốt của anh Tuấn. Hội trao quá là cao, hội trao cho Phương Đồng, à, cho Bắc Sơn các bạn ạ. Văn Sơn, tình huống ghi điểm của Văn Sơn rồi. Một tình huống đập bóng tốt của Văn Sơn đã khiến cho hàng thủ bên phía Bắc Sơn bằng thủ quyết định công. Vâng, 12 rồi. Cơ hội trao cho ai? Chưa thành công và bằng tốt cho dần một tình huống đánh nhú bóng nhú nữa. Thành công của anh Tuấn. Vâng. Đội trưởng Luân Gấu. Qua tình huống chuyền hai rất tốt để tạo kiện cho các đội của mình dứt điểm các bạn ạ. Pha phóng tấn công rất mạnh của Thế Quyền. Không được rồi. Không em ơi, không em ơi, lỗi rồi. Vâng. Lỗi kỹ thuật của Luân Gấu bạn nhá. Tình huống bóng chắn thì không được đập bóng trên lưới. Vâng, điểm cho con trai bên phía đội 31 cho con trai đến phía đội Bắc Sơn. Có điểm số rồi. Một pha xử lý bóng tốt của Văn Sơn. 12-3 cho con trai bên phía đội phường Bắc Sơn, ở phường Phương Đông. Vâng, Phương Đông đang thể hiện sức mạnh vượt trội của mình so với phường Bắc Sơn các bạn ạ. Một sức mạnh rất lớn của Phương Đông phải được thể hiện trước chàng trai đến từ phường Bắc Sơn. Một tình huống đập bóng nguy lực của chàng trai bên phía đội phường Bắc Sơn đã chạm vào cao ra của tôi. Vào điểm chàng trai bên phía đội phường Phương Đông 13-3. Vâng, lần này thì tình huống bóng chắn tốt của phường Bắc Sơn rồi. 4-13. Thế Quyền, một pha dội bom của Thế Quyền rất đáng tiếc, bóng ngoài sân các bạn ạ. Tình huống đấy mà vào sân thì cũng là một pha hay là tuyệt vời các bạn. Đang thi đấu ở nhà, thi đấu khu 5A phường Quang Trung bạn nhá. Đang thi đấu ở nhà Hóa, khu 5A phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây, giải đấu này thuộc giải đấu thành phố Uông Bí tổ chức. Ở trời đã đổ cơn mưa các bạn. Không được rồi, lỗi kỹ thuật. Vâng, điểm cho anh trai bên phía Lỗ Sơn 6-14. Có điểm số nữa cho anh trai bên phía đội phường Phương Đồng 15-6. Và xử lý của Văn Xuân, bóng vẫn còn. Vâng, vậy là tình huống xử lý bóng không thành công của phường Bắc Sơn rồi. Vâng, điểm cho Phương Đồng 16-6. Và cứ đánh như này thì quá khó cho Bắc Sơn các bạn ạ. Bây giờ chỉ có phép màu cũng có thể cứu được Bắc Sơn thôi. Đang thi đấu ở khu Lâm A đây cháu ơi. Và phát bóng ăn điểm trực tiếp của Lân Gấu rồi. Một tình huống để bóng rơi tự do của anh trai bên phía đội phường Bắc Sơn. Và Bắc Sơn dường như đang bị tâm lý các bạn. Quả bóng vẫn còn. Thế Quyền chưa được. Không được rồi. Một lỗi trượt bóng của chuyền hai bên phía đội Bắc Sơn. Vâng, điểm cho con trai bên phía đội phường Phương Đồng 19-6. Và các con trai bên phía đội phường Bắc Sơn ở phường Phương Đồng đã có sự đã xin dừng hội ý 30 giây các bạn. Ông bầu là Xuân Phúc đã có những chỉ đạo đến con trai bên phía đội phường Phương Đồng.
Theo tôi nghe được ông bảo là đánh nhẹ tay thôi. Đánh nhẹ tay thôi các bạn ạ. Ông Xuân Phúc đã ra chỉ đạo đánh nhẹ tay thôi. Một pha đập bóng thành công của chàng trai bên phía đội phường Bắc Sơn. Vâng, có điểm cho Bắc Sơn rồi. 7-19. Bước một tốt, Tùng Nhất Nghĩa. Thế Quyền. Bóng vẫn còn các bạn. Cơ hội cho phường Phương Đông. Anh Tuấn chưa được. Bóng ngoài sân mất rồi. 2-17 các bạn. Khoảng cách giữa hai đội đang là 13 điểm số. Một phủ khách tôi gọi là quá an toàn, quá khó cho Bắc Sơn. Còn lần này thì phá chắn thành công. Tình huống phá chắn thành công của cầu thủ mang áo số 5 bên Bắc Sơn. Đúng rồi em ơi, nếu mà chiều mà mình vào vòng sau thì mình vẫn đánh tiếp nhá, còn nếu loại thì thôi. Họ đang bảo các cháu là đang bảo động viên các cháu là cố gắng đánh đến vào bán kết thôi. Một tình huống ghi điểm của Văn Xuân rồi. Vâng, 21-9 cho Phương Đồng. Cơ hội trả cho ai? Ôi, chuyển hài quá khó. Anh Tuấn quá tuyệt vời các bạn ơi. Những tình huống phối hợp giữa đội trưởng Luân Gấu và các anh trai trẻ bên phía đội Phương Đồng là quá nhuần nhuyễn. Quá hay các bạn ạ. Một tình huống gọi là trọng tài xác định bóng ra ngoài mất rồi các bạn ạ. Và bật bóng ra ngoài không thành công. Vâng, 10-22. Một tình huống ghi. Vâng, vậy là trọng tài xác định bóng ngoài sân sau tình huống dứt điểm của anh Tuấn. 11-22 cho Bắc Sơn. Bạn Xuân quá đẹp mặt. Một tình huống bóng highlight đến từ vị trí của Văn Xuân các bạn. 23-11 rồi. Vâng, càng trai bên đội phía đội Phương Đông càng đánh càng hay. Mặc dù đã có sự chỉ đạo của ông bầu Xuân Phúc mà đánh nhẹ tay thôi, nhưng mà tôi vẫn thấy rất nặng tay các bạn ạ. Vâng, vậy là đã có điểm số trong trai bên phía đội phường Bắc Sơn. 12-23. Bước một tốt rồi. Lần này thì hàng chắn bên phía đội phường Bắc Sơn đã hóa giải tình huống đánh bóng nhú thành công của phường Phương Đông. Vâng, 13-23. Văn Xuân phá chắn thành công rồi. Một tình huống phá chắn uy lực. Vâng, 24-13. Còn một điểm số nữa rồi thì con trai bên phía đội Phương Đông sẽ kết thúc trận đấu thứ hai này cũng như kết thúc trận đấu các bạn ạ. Một tình huống phạt bóng tấn công rất tuyệt vời của anh Tuấn. Mong gọi là khép lại trận đấu thứ hai này, các trai bên phía đội phường Phương Đông đã xuất sắc vượt qua các trai bên phía đội phường Bắc Sơn với tỷ số là 25-13. Chung cuộc sau 2 set thì trai bên phía đội phường Phương Đông đã giành chiến thắng cho trai đến từ phường Bắc Sơn với tỷ số là 2-0.